Khuyết điểm của em là ăn nhiều, nói nhiều, ngủ nhiều. 1m6 trở lên, cơ thể cân đối, tóc dài. Em thích tóc dài lắm. Và bây giờ xin mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Ngọc Linh ạ. Chào bạn. Dạ em tên là Tuyết Trang, năm nay em 23 tuổi, hiện em đang là giáo viên mầm non. Bây giờ Trang đợi bạn trai của mình ra nha. Dạ. Xin mời bạn nam. Xin chào anh Ngọc Linh, xin chào chị Cát Tường, chào mời các bạn. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình. Giới thiệu em tên là Nguyễn Quang Huy, 25 tuổi. Công việc tại em là một huấn luyện viên cá nhân tại một câu lạc bộ fitness and yoga. Là sao bạn? Thì cái công việc của em cụ thể đó là giúp cho những khách hàng của em là thay đổi hình thể của mình. Ví dụ như là từ họ mập thì họ muốn giảm ký thế nào thì sẽ giúp họ trong thời gian ngắn nhất. Anh làm được không? Anh là vô tư. Rồi bữa nào giúp anh cái đó nha. Hay còn Trang, Trang làm ở trường mầm non được bao lâu rồi? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Chăm em bé có cực lắm không em? Dạ cũng hơi cực nhưng mà các bé rất là dễ thương. Mình bận bịu nhiều đó, công việc quá là không có thời gian để mà đi tìm bạn trai hẹn hò hay là sao? Dạ tại vì lúc em đi học thì cũng toàn là các bạn nữ học cái ngành đó. Rồi lúc mà em đi làm thì em cũng tiếp xúc với phụ huynh là nhiều. Với trong trường em thì toàn là các cô. Thế mình có được mối tình nào chưa? Dạ mối tình thì chưa chị. Từ hồi đi học tới giờ luôn? Dạ. Vậy có muốn có bạn trai liền chưa? Dạ cũng muốn chứ chị. Tại vì bạn em cũng lấy chồng, lấy chồng gần hết rồi. Bạn lấy chồng mình nôn quá đúng không? Dạ đúng rồi anh Nguyên Linh ơi. Bạn có đã đến lúc mà mình chuẩn bị kết hôn chưa? Em nghĩ thì khoảng 2 năm nữa thì kết hôn là được. 2 năm nữa là 27 đúng không? Dạ đúng. Dạ là. Cái người mẫu lý tưởng để mình chọn lựa người bạn đời của mình như thế nào? Về cái ngoại hình thì em cần một người cao khoảng 1m6 trở lên, cơ thể cân đối, tóc dài. Còn về tính cách thì một người là vui vẻ, hòa đồng, biết tự chăm sóc bản thân của mình. Không thích gì ở người bạn đời? Không thích những người mà hay sai giờ, gọi là trang điểm hay là ăn mặc nó quá lố. Em thích những người biết làm đẹp nhưng mà đừng có lố quá, như họ tự làm xấu mình vậy đó. Còn Trang thì sao? Trang nói về cái sở trường của mình đi. Trang có điểm mạnh gì? Dạ em có thể nấu ăn được và em thích chế tạo những món ăn mà em tự làm ra. Hát thì cũng tạm được chị. Mình hát thử một đoạn cho vui. Dạ em xin hát sao được không chị? Tại hôm nay em hơi run. Hơi run hả? Dạ. Còn ngoài cái đó ra thì cái điểm nào của mình chưa được mạnh lắm? Khuyết điểm của em là ăn nhiều, nói nhiều, ngủ nhiều. Em thì ngày thường nếu mà thứ bảy chủ nhật em rảnh thì em ở nhà em tự nấu ăn, rồi xong em ăn. Tự nấu tự ăn luôn chứ không có ai ăn hết. Dạ. Món nào mà nấu ngon nhất? Dạ em nấu bún mắm ngon nhất. Em rất thích ăn bún mắm và em mong là bạn trai bên kia cũng thích ăn bún mắm giống em. Thích ăn bún mắm không bạn? Có anh. Có luôn. Vậy mình ước mơ mình muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ người bạn trai em phải bản lĩnh, thật thà, biết bơi. Thì thân hình thì phải cơ bắp chút xíu. Tại vì em thấy cũng bạn cơ bắp nhìn men. Bên kia dân tập thể hình đó. Hiền như anh Nguyễn Linh là được hả? Anh Nguyễn Linh mà hiền đâu hiền. Anh hiền lắm á. Rồi cái điểm nào mình không thích? Dạ ích kỷ, hay cầu nhau, nói nhiều. Với lại không có biết chiều bạn gái, chỉ chăm sóc cho bản thân mình là nhiều. Sao bạn đáp ứng nhục yêu cầu bên kia không? Em đáp ứng được hết anh. Cái sở thích thì rất là giống em rất là thích nấu ăn và nghiên cứu những món ăn mới. Chiều cho bạn gái thì em cũng là chiều. Có càm ràm không? Em rất là dễ tính. Nếu như hai người giận nhau mà đi đến gọi là đỉnh cao của sự cãi vã, ai sẽ là người nhường nhịn? Em sẽ là luôn là người nhường trước. Lấy nhau ai sẽ là người giữ tiền? Chắc em nghĩ là phụ nữ giữ tiền tốt hơn. Bên kia chắc chắn thích cái này. Dạ đúng rồi anh Nguyễn Linh ơi. Bạn là may học yoga không bạn gái? Em cũng rất thích học yoga nhưng mà tại vì em cũng chưa có điều kiện để đi. Bây giờ có thầy dạy rồi nè. Không, em chỉ làm câu lạc bộ giờ fitness yoga hơn mà em thiên về fitness nhiều hơn. Nó là tư vấn. Không phải, để em cái vụ này em rành nè, em biết nè anh Linh, để em nói cho nghe. Không. Để em rành vụ này lắm. Đứng lên đầu dán áo anh coi có 6 múi không. Đó, cái vụ này em rành nè. Là mấy người này là tập thể dục, thể hình, tập tạ, tập đẩy tạ, tập cơ bụng, để eo đồ rồi đó. Đó, chị đúng rồi đó anh. Đó. Chứ vậy em phải yoga hả? Không. Vậy là bạn này khỏe lắm nè, hít đất 10 cái đi tôi làm mai cho. Được không? Được. Được làm. Mấy cái chị? 10 thôi. Thôi 10 ít lắm, ông kêu kêu hôm trước làm 30 cái luôn, hít được 31 cái thắng luôn. Rồi em chơi luôn. Rồi. Vậy mới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 thôi. Rửa đi. Đủ rồi em. Bạn có thể làm được mấy cái? Thường thì đó em thường là ít nhất là 100 cái. Hả?
quá dữ, quá dữ. Sao tôi rờ rờ cái coi gồng lên coi rồi có chắc không con mũi vậy? Thua anh 150 cái. Anh có một mũi một à. Bụng người ta 6 mũi bụng anh, bụng có một cục một. Nhưng à. Mà anh thích 101 cái luôn. Phải không, 100 cái anh gửi lại phải không? Cái là cái đại gì? Chị thích em đó, chị ráng chị nói vô. Nhưng mà bản thân em phải tự vận động nữa. Dạ. Vậy em không có thích điểm nào con gái không? Thường em chỉ không thích là quá xe xua hoặc là không đúng giờ thôi. Có đâu, cô này cô dạy con nít mà là mình phải làm gương. Vì em cũng rất là thích con nít, nghĩ rất là hợp. Lấy nhau đẻ mấy đứa? Hai thôi chị. Hai thôi ha. Có chuẩn bị kinh tế đồ gì để mới lấy vợ chưa? Kinh tế thì chưa nhiều mà tinh thần thì chuẩn bị đầy đủ rồi chị. Rồi cũng được, nhưng mà trong 2 năm này cũng phải cố gắng có chút kinh tế nha không? Dạ. Rồi được rồi. Ủa mà thí dụ mà được thì chừng nào em đám cưới được? Dạ cũng khoảng 2 năm nữa chị. Vậy là hợp luôn rồi đó. À vậy thôi làm luôn đi, tổ chức cưới ngay bây giờ luôn đi. Không? Dạ, em chào anh. Chào em. Ôi dễ thương quá. Anh đây cũng rất là đẹp trai và dễ thương nữa. Dạ. À, có thể lực, có sức khỏe nữa, như vậy là tốt lắm rồi. Quan trọng là hai người đồng quan điểm với nhau, trò chuyện nhau để tìm ra phương hướng nào đó. 2 năm sau mình kết hôn. Dạ. Rồi. Anh thấy nôn cái cặp này lắm rồi đó. Cặp này được á. Em đến đây hôm nay đến đây có người thân nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em đến thì người thân em bận việc hết rồi chị. Vậy hả? Dạ. Bạn nam có đi với người thân nào không? Dạ có chị, em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ với em trai nữa. Vậy là có thể quyết định được rồi. Hôm nay đi con cô hết đất. Xin lỗi cô nghe cô. Cô nhìn thấy bé bên này sao cô? Dạ cũng tùy nơi con thôi ạ. Dạ. Nhưng mà mình là người mẹ thì mình cũng... Thì tôi không cần là ngoại hình cho lắm, nhưng mà cứ cần là hiền, ngoan là được. Dạ. Vậy con nghĩ chắc là cô giáo là được đạt chuẩn của cô đưa ra, hiền với ngoan rồi đó cô ạ. Dạ. Như vậy là chúng ta đã trò chuyện với nhau, cũng cảm nhận một chút về nhau rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta nhìn nhau 2 phút để trò chuyện. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu. Chào em. Thì anh có thể trao đổi em chút là không biết là trong tình yêu em có thích hứa hẹn với nhau không? Em không thích hứa hẹn. Em chỉ thích là cùng chung suy nghĩ, cùng quan điểm, rồi mình lúc đó mình có thể tính chuyện tiếp theo. Anh cũng giống như em vậy đó. Vì anh quan điểm là trong tình yêu lời hứa nó chỉ có giá trị khi mình còn yêu thôi. Dạ. Khi hết yêu rồi hứa nó vô nghĩa rồi. Thì không biết là ước mơ của em là như thế nào ha? Ước mơ của em là có thật là nhiều con. Làm giáo viên thì em thích, rất là thích trẻ con thì anh cũng vậy. Dạ. Nhưng mà trong khả năng hơn thôi. Nhiều bao nhiêu em? 4-5 đứa cũng được chị. Không biết là ngoài bún mắm em còn biết nấu gì cái món nào? Dạ mắm chân. Nói chung là em cũng bù đắp cho anh, nhưng mà những món đó anh không biết nấu. Anh thường nấu những cái món như là kiểu Âu hay là kiểu Hoa đó, thì anh thích những món đó. Dạ, em thì thích nấu những món miền Tây nhiều hơn. Thì thường là món nào liên quan tới mắm thì em nấu nhiều. Vậy thì nếu mà bữa nay hẹn hò mình ăn bún mắm đầu tiên ha. Dạ. Hẹn hò ăn bún mắm rồi sao không? Chưa anh, chưa mà. Chưa bao giờ thấy hẹn ai mà hẹn cái bún mắm bây giờ. Bún mắm người ta nấu được mà, đâu có cần phải là đi ra ngoài ăn đâu. Mình xin phép ba má cổ tới nhà cổ mình ăn chung. Hay luôn dẫn về nè, nấu mời cổ ăn nè. Còn không thì mời cổ về nhà của em. Dạ. Rồi nấu rồi mời mẹ rồi ăn, mời anh ăn luôn. Bây giờ trước có mặt cô nè, em có thể nói gì với cô? Dạ nếu mà có thể thì con muốn là đến gia đình và có thể nấu một món ăn dành tặng cho cô và bà bé. Anh hứa rồi nha. Dạ. Đợi cho em bấm nút đi chị. Không được, phải nói câu tỏ tình rồi gì với nhau nữa chứ, chưa gì mà được. Cái cảm nhận đầu tiên hôm nay nhìn thấy em như thế nào? Trong lòng anh sốn sang như gì đó, khắc khoải gì đó. Thì nói chung là bữa nay em chọn bộ trang phục mặc rất là đẹp, tóc anh cũng rất là đẹp. Dạ rồi, cảm ơn anh. Khen tóc với bộ trang phục không ạ? Không anh, người đẹp là mặc gì cũng đẹp mà anh. Hồi nãy tôi nhớ có người hứa là kéo màn lên hát đó, đúng không em? Đúng rồi chị. Đó. Chị em nói là để em hát riêng cho ảnh nghe thôi chị. Không, hồi nãy hứa kìa, mở màn lên hát tôi có cho bấm nút không, là tôi cho ngồi hoài không có cho bấm nút đâu. Thôi anh hát cùng em đi ha. Vậy đi. Mời chị em hả? Mình đi nhau đi. Ok. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh muốn lắng nghe tìm muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 4 em có đến giây nhịp nào không? Rồi vậy. Trời dễ thương quá. Quá là dễ thương luôn. Rồi. Có thời gian. Bây giờ suy nghĩ rồi mà chắc không có suy nghĩ quá. Bất chấp đi mà. Bất chấp yêu nhau đi.
nếm cho có tụ thôi chứ bấm chắc rồi. Kệ, phải thủ tục mà anh. Ba. Chúc mừng hai bạn. À, chúng ta đã có một cái cuộc gặp, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ nhớ mãi cuộc gặp này. Trong ánh mắt của hai bạn tôi thấy đang tràn ngập những hạnh phúc và xin chúc mừng bằng một cặp vé mời xem phim. Hy vọng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi, rồi tôi mới tặng cái món quà này. Đó. Bữa nay ăn bún mắm chưa? Chưa. Chưa chị ơi. Chưa thì mình có thể hôn nhau được. Đó, nãy nhanh lắm mà, hít đất mấy bên làm sao làm đi. Cô thấy sao cô? Mà nhà đình chuẩn bị ăn bún mắm nha cô nha. Ở nhà cũng thích bún mắm lắm, nhà dạ. Cũng nấu hoài à. Vâng, cảm ơn cô. Và đây là món quà dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn chị. Mời các bạn đi xem phim. Cứ lăng nhăng nhưng mà ra ngoài đường ăn xong khi chùa sạch mép thì được rồi. Còn mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo em dỗ. Đúng rồi, tóc vàng mà cột lên. Hy vọng cặp thứ hai cũng sẽ bất chấp bấm nút luôn ha. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. À mà. Xin mời chàng trai. Dạ, chào Huyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Thành Công, năm nay em 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm kế toán của công ty cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Kế toán tính kỹ lưỡng đó mà. Không, em làm thủ quỹ kim luôn kế toán kho. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nha, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hà, em là nhân viên ngân hàng, 27 tuổi. Nhân viên ngân hàng mà tướng ý với là người mẫu gì đó, chị ganh tị quá trời luôn hả? Bên đây làm thủ kho, thủ quỹ luôn nha. Rồi mình có cái thế mạnh gì không? Em có thể hát được, nấu ăn cũng nấu ăn được. Hát một đoạn cho nó khai thông họng mình, ngồi nói chuyện cho nó hay. Hồi hộp quá. Không sao, vỗ tay. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó là sở trường của mình, những cái điểm yếu của mình. Dạ, điểm yếu của em là em ít khi trang điểm, ít khi làm đẹp lắm. Em cứ hay để tự nhiên để mặc. Khi nào đám tiệc hay gì đó em trang điểm. Như là điệu, em ít điệu lắm. Thì không biết bạn trai bên kia thích như thế nào thôi. Dạ, em sao không được chị. Trang điểm thì cũng đẹp, mà để bình thường cũng đẹp, miễn đẹp là được rồi chị. Cái gì quề chất vậy? Bạn thấy bạn bên kia hát được không? Dạ, được anh. Bạn có muốn hát ra đáp lại không? Vậy em làm một câu thôi nha. Rồi, câu. Cái bài Bó tay chấm cơm. Ơi cô em dễ thương, hay cho biết tên cô em là chi? Nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa? Ôi dạ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua được một mối tình. Mới có một thôi hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, tại đường thường em đi làm về là cái em ăn vô, cái em mệt, cái em ngủ. Rồi phải khỏe thì đi chơi thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nửa của mình như thế nào? Một nửa thì bạn gái đó là tóc dài, da trắng, nhìn dễ thương. Cao ráo, cao trên 1m60. Được gì được rồi. Gì được rồi hả? Cao mét mấy? Dạ 65. Bên đây mét 65 lần đó. Dạ quá dương okay chuẩn luôn đó. Ở chừng bên kia lùng hơn á nha. Em 7 mấy lần chị. Quan điểm của bạn về tình yêu như thế nào? Dạ thì em đơn giản lắm chị. Cứ lăng nhăng nhưng mà ra ngoài đường ăn xong phải chùi sạch mép thì được rồi. Lần đầu tiên tôi mới nghe. Tại vì em thấy rất là nhiều quá người chồng lăng nhăng mà cứ theo rình, theo ngăn, theo cản đâu có được đâu. Cái người phụ nữ nào dễ dàng thì tôi coi mặt sao dễ dữ vậy trời. Có mặt ai mình lăng nhăng luôn hả? Không phải cho thì người nào cái bản tính người ta vậy rồi thì người ta sẽ là vậy, mình cấm cũng không được. Nên là thương mình thật sự người ta sẽ không lăng nhăng, mình không có cần phải cấm. Rủ người ta lăng nhăng mà cứ để vậy luôn. Biết về nhà chùi sạch mép là được rồi. Dễ quá ta. Dễ thương quá Linh ha. Dễ thương quá nè, nhiều người đàn ông thích lắm nè. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ, hai mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Hai mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Lần cuối cùng mình chia tay gần đây nhất là bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Bạn Nam, bạn quan điểm thế nào về tình yêu, sự chung thủy? Dạ, tình yêu, yêu là phải cưới, yêu là phải thủy chung, yêu là yêu chỉ một người thôi. Chắc không? Dạ chắc. Bạn có hay liếc ngang liếc dọc không? Dạ có. Tại vì mình ra đường mình thấy đẹp thì mình nhìn thôi chứ. Xong mình nói lại cho bạn kế bên, ồ đẹp quá. Vậy thôi. Dạ. Nhưng mà có lăng nhăng không? Dạ không. Em không có lăng nhăng. Đâu có sợ bên kia cho lăng nhăng mà. Nếu có thì cũng được, không sao. Lại người ta cho rồi. Ưu khuyết điểm của mình như thế nào? À, cái ưu điểm của em là cao to, vui vẻ, hòa đồng. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, rồi không biết nấu ăn. Có chiều vợ không? Dạ có chứ. Em thích bạn gái, có một bạn gái của em là em thích nhõng nhẽo. Để mỗi lần mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo của em dỗ. Hai người này gu cũng rất là lạ nè. À, bây giờ mình có cái mẫu bạn trai lý tưởng của mình như thế nào không? Rồi chị sẽ qua chị xem. Dạ thì đầu tiên là ngoại hình thì cao to. Cao. Có tập tạ. Còn thì đừng có nóng tánh. Tại vì em cũng nóng tánh, bà nó có nóng tánh chắc hư việc hết quá. Mà em có nhõng nhẽo không? Ừ, không có nhõng nhẽo mà. Ví dụ như hai đứa giận nhau, không biết ai sai ai đúng mà em muốn người ta năn nỉ. Vậy là nhõng nhẽo rồi đó cô. Rồi bây giờ điểm nào em không thích ở người bạn trai nè? Đừng có để tóc dài mà cột lên, cột cao giống con gái. Giống gái phải không? Cột cao. Mặc đồ đừng có lộn thộn quá, gọn gàng. Ngoại hình là vậy thôi, còn tính cách em tự tìm hiểu. Kệ để chị coi. Nãy em nói em cao 1m7 lần hả? Dạ. Có tập tạ. Dạ. Hát vừa vừa. Dạ. À, không có buộc tóc cao. Dạ. Là được chuẩn hết rồi. Có mũi cao không chị? Mũi cao luôn. Chà, vậy là đây đâu có cái điểm nào chê đâu ta. Thấy được hết rồi đó. Được rồi. Bây giờ mình hỏi coi có người thân không, rồi có ý kiến người thân thế nào? Dạ, em đi có mình nè. Mình hả? Dạ. Bạn gái có người thân theo không? Dạ có anh. Đâu, người thân của em đâu? Dạ, hôm nay mẹ em với em gái với là bạn của em, mẹ em. Dạ, chào cô. Chào các Bường. Dạ. Chào người Linh. Cô thấy bạn trai bên kia sao, cô xứng với con gái mình không cô? Không, riêng cá nhân tôi thì tùy con hả, con thương con chịu thì tôi đồng ý thôi. Dạ, chứ riêng bản thân con là con thấy xứng lắm rồi đó cô. Được lắm rồi đó cô. Để hai bên quyết định đi. Bây giờ ta kéo màn lên để hai bên có cảm nhận về nhau thế nào. Ủa? Kéo màn. Cố gắng nha, thấy mối này được á. Mình có 2 phút bằng nhá. Dạ. 2 phút trò chuyện và quyết định. Chào em. Anh thấy em sao? Thấy em bình thường. Anh có 1m70 hả? 78 lần em. Con thấy lùng quá vậy. Hai người đứng lên đo đi. Đứng lên coi xứng đôi không? Đứng lên, đứng lên. Quá cao vậy à? Được rồi, quá xứng rồi. Anh làm lương tháng nhiêu? Hả? Anh làm lương tháng nhiêu? Lương hả? Lương đủ nuôi vợ không? Anh làm lương nhà nước, tháng được 5 triệu. Đủ nuôi vợ không? Thì nuôi vợ thì chuyện đó bình thường thôi. Anh là nông như em phải nuôi. À, anh nhịn đói cho em ăn cũng được mà. Nếu em không đi làm thì sao? Mẹ anh lo. Anh cưới em hay mẹ cưới? Anh cưới nhưng mà cái gì mẹ anh phụ. Thất cả này rồi đó nha. Mẹ anh chịu em không phụ? Anh không biết, để về anh hỏi mẹ ra. Ví dụ mẹ không chịu thì sao? Thì mẹ em cũng dễ lắm anh. Nói chung là mẹ cũng hối em lấy vợ rồi. Thì chắc đó là do em thôi. Nếu như mà em chịu thì em nghĩ mẹ em chắc cũng chịu. Nhưng mà em có chịu không? Có trước đó hả? Dạ chịu. Em có chịu anh không? Để em hỏi mẹ em cái. Em hỏi đi. Dạ không, em có thuyết phục đi. Thuyết phục với bác nói sao đi. Nói sao cho em gái về nói đi. Dạ chào bác, chào em. Thì anh sẽ cố gắng làm cho người ấy tin tưởng và hãy chọn con. Không chuồn được chưa? Là... chưa. Tấn công đi, tấn công đi. Thuyết phục bạn gái đi. Thuyết phục sao anh?
Em nói là chị chịu anh đi cái gì anh cũng chịu chứ á. Về làm ô xin cho em cũng được, nói đi, ví dụ vậy đó. Em chịu anh đi rồi anh sẽ chịu em. Chịu cái gì? Thì em muốn gì anh chịu cái đó. Nhớ có anh người lên cho chị Cát Tường hứa là em muốn gì anh chịu đó. Có khán giả đó mà. Bây giờ cầu hôn đi. Giờ quỳ xuống cầu hôn nói gì đi. Thôi kỳ lắm. Không đâu, đâu kỳ đâu. Chịu, anh mà chịu làm tới luôn á. Không. Không thì đứng kế bên nói đi, đứng kế bên nói đi cho nó thuyết phục hơn. Đứng sát bên luôn. Đứng sát bên nói gì đó. Nói đi. Em à. Lát nữa bấm chuông rồi. Bạn cảm nhận của bạn gái về bạn nam mình như thế nào? Dạ anh rất là vui, dễ thương, thật thà. Không biết sau này có vậy không? Lúc nào anh cũng vậy hết á. Mà cái vui và thấy rất là chân thành nữa đó. Dạ. Bấm chuông vậy. Bấm chuông vậy. Bấm chuông. Thôi hết giờ rồi, bấm chuông đi. Đuối rồi hả? Đếm cho anh lên. À. 3 2 1. Hết thời gian. Mà thấy cặp này được á, dễ thương á. Anh thích tiếp cô gái hỏi là anh làm lương tháng nhiêu á. Tôi nói rõ ràng lắm. Mình nắm tay nhau giúp cho bạn trai có rung đi. Đủ bản lĩnh, đủ kinh phí để lo cho vợ mình đúng không? Hay nhất là anh lo không được, mẹ anh lo làm với đầu vậy. Thiệt, sắp xỉu thiệt luôn á. Tại anh không thấy em gì, bữa nay em nhìn thấy nắm rồi. Nắm tay đi, nắm tay con xỉu không? Nắm tay cái nhìn đỡ cho bạn, đỡ rung nè. Bạn bạn gặp bé trên phim ha. Rất là dễ thương. Mình xin cảm ơn. Sao mà rung quá vậy? Nhìn mình nhìn thẳng vào mặt bạn gái chút đi. Ok. Hôn nha. Con không cho. Không cho. Năn nỉ. Năn nỉ. Năn nỉ mà không ý hôn cái coi. Nãy giờ sao lên anh? Hôn nha. Không thiệt á. Làm hôn mà làm gì như hửi vậy. Đây là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình. Rung quá mà giờ dẫn ra đi coi phim sao, làm sao bạn hết rung đi nha. Làm gì hậu xỉu nữa rồi đi đi. Tới me tới mép vậy. Rồi nắm tay nhau đi. Quà tặng hai người chứ không phải tặng một mình đâu mà. Em giữ giọng. Điểm yếu của em thì là bạn gái hơi kém. Còn điểm mạnh thì em là người thích nghiên cứu, thích tìm hiểu. Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Có ngoại hình, ngoại hình thì em thích là giống mặt người lân. Cũng được ạ. Cao, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. À, chàng trai. Em ơi, em giới thiệu về mình xem. Dạ. Lời đầu tiên cho em được xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và tất cả các khán giả đang ngồi xem chương trình ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thái Hậu. Năm nay em 30 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng và tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Trời, hôm nay bên nhà tôi hơi bị chảnh nha ông Quyền Linh. Đừng bên đó Thái Hậu, bên đây chắc cũng Ngọc Hoàng à. Mời em trai. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, dạ gia em. Đình bạn Thái Hậu và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên đầy đủ là Hoàng Minh Hòa.
Dạ em họ Hoàng, năm nay là 36 tuổi. Thì em làm công việc làm về công nghệ thông tin cho một ngân hàng lớn ở Sài Gòn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Hoàng? Điểm yếu của em thì là tán gái hơi kém. Còn điểm mạnh thì em là người thích nghiên cứu, thích tìm hiểu. Em thích tìm hiểu về mọi thứ và đặc biệt là những thứ em thích. Thơ ca này, hát này, thích du lịch. Cái điểm yếu là hơi bị nhát gái thôi, đúng không? Còn em? Em thì điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường, suy nghĩ tích cực. Thì điểm yếu của em là thỉnh thoảng đôi khi hơi nóng tính. Và cũng... Em vậy mà nóng tính đó hả? Dạ, thỉnh thoảng chị. Với lại là hơi hay quên. Cái lúc em nóng quá thì em làm gì? Dạ. Đập bàn, đập ghế hay chửi rủa? Không. Hồi trước lúc nóng tính thì em hay quạo quọ thôi. Còn bây giờ thì mỗi lần mà em cảm thấy là trong người không ổn thì em sẽ nói trước với mọi người. Hôm nay em không có được vui lắm, mọi người đừng có chọc em là thôi. Hay á, nếu mà ai nó biết nóng trước mà cảnh báo trước là hay đó. Vâng ạ. Đường tình duyên thế nào? Em thì có hai mối tình ạ. Mối tình đầu thời sinh viên và mối tình là lúc đi làm. Lúc đi làm là được bao nhiêu năm? Khoảng mấy tháng thôi. Ở chia tay nay được bao lâu rồi? Cũng được 4 năm ạ. Lý do mà hai bạn chia tay nhau mới quen mấy tháng mà chia tay? Bạn ấy có người thứ ba. Trời ơi, mới được mấy tháng mà đã có người thứ ba hả bạn này? Và 4 năm nay là em quyết định không yêu ai nữa. Không phải quyết định không yêu ai mà mình chưa tìm thấy người phù hợp. Rồi em trai, đường tình duyên thế nào? Dạ em thì có hai mối tình ạ. Dạ một mối tình là thời sinh viên. Và sau đó thì em có thêm một mối tình nữa. Thế cũng một bạn học ngoại ngữ. Và sau đó cũng đã chia tay rồi. Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Thực sự là em thích các những bạn mà sống nhân văn. Tức là thiện lương ấy. Mà ít nhất là tốt được với em ấy. Và ngoài ra thì là bạn có ngoại hình nữa. Thì thực ra thì em thấy cái ngoại hình thì ra lại dễ. Nhưng mà cái yếu tố mà tìm bạn nào mà đã trả chị mà nhân văn thì lại khó hơn. Nên là cái đấy là yếu tố chính để mà chưa tìm được cái người phù hợp. Ngoại hình thì dễ tìm nhưng yếu tố nhân văn mới khó tìm. Dạ. Nếu mà nói về ngoại hình thì em sẽ thích cái người bạn gái của em như thế nào? Thì em thích bạn nào cũng không gầy quá. Tại thể là cũng có da có thịt và nhìn dễ thương hơn. Có cái là em cũng thích các bạn đeo kính. Tại vì thực ra trước thì em cũng có đeo kính nhưng sau thì em có mổ cận. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích những người mà nói quá nhiều. Ăn nói tốt thì là lợi điểm. Nhưng nếu mà giả sử mà lúc cãi nhau mà cứ nói nhiều quá thì em lại hơi sợ. Tại vì em cái khả năng chịu tiếng ồn hơi kém. Rồi, chào em gái, trời có đeo kính. Xinh quá, dễ thương. Dễ thương không? Bữa nay nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha. Dễ thương đó. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Còn ngoại hình? Ngoại hình thì em thích giống anh Quyền Linh. Cũng được ạ. Cao, nhìn khỏe khoắn, mạnh mẽ và sẽ mang được cái cảm giác cho người phụ nữ là có cái sự an tâm. Bên đây nhìn dễ nhìn ha, cao ráo, có thể nhìn là mình có ấn tượng ngay. Dạ. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Rồi bạn thân cho ý kiến nào? Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào toàn bộ khán giả. Thì anh ở bên này thì nhìn khá là chín chắn, điềm đạm và hiền lành. Thầy nghĩ là chắc là cũng là mẫu người có gia đình đó. Nên là mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Có ám hiệu có này. Ngay bên phải nha. Ngay bên phải hả? Rồi cảm ơn em. Em đi với ai vậy hả? Dạ em đi với mẹ của em. À trời ơi. Cô. Và đầu tiên là xin chào hai MC rất là duyên dáng, dí dỏm. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong phòng. Dạ chào cô. Tham dự chương trình. Và hai con cũng tạo cái điều kiện để tiến tới xa hơn. Cảm ơn cô. Như vậy là chúng ta đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt. Mở rào. Hòa với Hậu, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào em. Chào anh ạ. Em gửi anh món quà quyển sách với lại cái biêu thiếp ạ.
Đây là cuốn sách có tựa đề là Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Anh cũng có món quà để tặng em. Dạ. Để tặng em hoa trước. Với lại anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Không biết là anh gặp em thì anh thấy thế nào ạ? Có ấn tượng gì không? Ừ thì anh thấy em nói chung về ngoại hình thì rất là giống với mẫu người anh mong muốn. Anh thì làm công việc về IT ấy. Không biết là em có thích những người mà làm về công việc về kỹ thuật như anh không? Có, em thích những người mà biết những cái gì mà em không biết. Về IT thì em không biết gì hết rồi. Em thì hay làm việc ở khu vực quận mấy nhỉ? Em hiện tại đang làm việc ở Tân Bình ạ. Tân Bình, thế cũng gần cho anh. Anh hiện tại thì làm việc ở khu vực quận 3, quận 1 cũng tương đối là thuận tiện. Bữa trưa ăn cơm trưa văn phòng được mà, nếu mà gần nhau. Dạ, thuận lợi ha. Hồi nãy em thấy anh có nói là anh thích du lịch. Em thì cũng cực kỳ thích du lịch luôn. Vâng, thì thôi thì hy vọng nếu như mà mình có thể tiến xa hơn thì mình sẽ cùng đi du lịch, khám phá nhiều nơi hơn. Anh thì không những thích đi du lịch mà anh còn thích đi tìm hiểu về lịch sử văn hóa luôn. Vâng, em cũng vậy. Trời, đồng điệu quá rồi. Bây giờ chúng ta giao lưu văn nghệ chút. Đúng rồi, giao lưu văn nghệ. Nào, dạ. Giao lưu văn nghệ chút để cho nó phá tan vào không khí căng thẳng đi nha. Đúng rồi đó. Thế để em hát tặng anh trước nha. Nhưng mà do là nãy em có nói là em hay quên nên là lời em cũng không thuộc lắm đâu. Em chỉ hát một khúc thôi trong cái bài Gió đánh đò đưa. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng, anh đưa em về nhà. Gió đánh cành, gió đập cành, chiều em hát, anh chàng ấy nghe. Còn anh thì cũng hát một cái bài nó cũng âm hưởng ngày xưa một chút. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng công trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên môi. Em cảm ơn anh. Về đây đi bạn. Dạ. Bây giờ trước khi bấm nút thì chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và nói xem con tim của các bạn đang diễn ra thế nào, cảm xúc thế nào, các bạn muốn gì. 30 giây bắt đầu. Em cảm thấy rất là thoải mái khi mà nói chuyện với anh. Nói chung là cũng không có cái khoảng cách của hai người ban đầu gặp nhau. Em nghĩ là nếu như mà có cơ hội thì mình cứ tìm hiểu làm bạn, rồi xong tiến tới thì đến đâu thì mình sẽ tới đến đấy. Anh cũng thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà mình có thể ổn định. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Kiểm tra con tim mình lại một lần nữa các bạn. Thật sự có rung động với nửa mảnh ghép đang đối diện của chúng ta hay không? Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định điều đó. Quyết định chưa nào? 2 3 Nắm tay đi các bạn. Bây giờ thế này nè em trai. Yeah. Có thể là ở đây chỉ có bạn, cô gái thôi. Yeah. Nhưng trên sóng truyền hình có ba mẹ, gia đình của bạn gái luôn. Yeah. Mình hãy nói với gia đình vài câu gì đi. Dạ, yeah. Thì xin phép gia đình bạn gái và cả bạn gái thì cho em có cơ hội để tìm hiểu. Và con cũng xin hứa là sẽ đối xử tốt với bạn nữ. Em nói một chút xíu gì về với mẹ đi. Dạ vâng. Mẹ của bạn trai đi. Con chào bác ạ. Thì con cũng xin phép bác cho chúng con được tìm hiểu. Bác nhìn thấy cái tà áo dài của con là bác đã thích lắm rồi. Rất là duyên dáng. Dạ. Đúng người phụ nữ Việt Nam. Dạ đó. Vâng. Con giống bác á, nhìn rất là thích liền. Thôi, hãy làm thủ tục của các bạn đi. Đấy, đơn nào. Dạ, xin phép ôm em. Nào ôm và hôn. Đấy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén.
Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn đó, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. À. Xem ai đúng ai sai rồi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ em không thích. Đồ mình sắm mà không bị đập rồi tiền nhau sắm lại. Đập rồi tiền nhau sắm lại. Không tiền. Yeah. Bữa giờ làm bạn mối hẹn hò thế chú rể này là sốc nhất luôn á. Giống ngày đâu coi mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Mời nhà trai. Để đây. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ bên kia. Chào quý vị khán giả trường quay. Em tên là Đinh Quốc Huy. Em sinh năm 1986, hiện đang làm việc ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Huy? Dạ em lái xe chở chuyên gia. À tức lái xe bốn bánh, xe xe nhà hơi đó ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh Nam bên kia. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Thị Yến Nguyệt, em đến từ Đồng Tháp, năm nay em 33 tuổi và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì? Dạ em là thu mua cho chuỗi nhà hàng đồ nướng á chị. Em giới thiệu một chút về mình đi, em điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, mọi người khen em nấu ngon. Ừ. Tính tình của em thì vui vẻ hòa đồng, còn cái điểm yếu của em á là hơi nóng tính. Với lại thù dai. Thù dai hả? Dạ. Đó. Bạn Nam nghe hết hồn chưa? Thù dai. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Ủa vậy đó hả? Hai đứa thù điều hết hả? Hai đứa gặp nhau mệt à. Em trai, điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là sống chân thành, có trách nhiệm với mọi người. Điểm yếu của em là Thù dai. Em phải cho bên đàn gái biết chút xíu về đường tình duyên của mình. Dạ em có hai mối tình. Mà yêu xa đó. Em vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối tình. Lý do chia tay? Mối tình thứ nhất là thời học sinh sinh viên. Do tụi em là không có cùng chí hướng đi chung với nhau. Sau cái mối tình đầu thì em hơi gọi là hơi sợ yêu. Nên là cũng lâu lắm em mới yêu lại. Thì em cũng thử tìm hiểu yêu thương một anh. Cũng chia tay được 2 năm rồi. Do anh cũng chưa nghiêm túc trong cái chuyện là quen nhau rồi tính tới chuyện hôn nhân. Dạ. Em có nghĩ là lần này mình lên tham gia mình sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình không? Dạ em hy vọng là như vậy. Hy vọng. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào em gái? Dạ trước tiên thì em muốn là ảnh cao hơn em khoảng 1m7 trở lên. Rồi tính tình hiền lành với lại tôn trọng em, đặc biệt là ảnh quan tâm chăm sóc em. Được không em trai? Dạ được anh. Em cao hơn 1m7 mà. Còn em cái người một nửa của em thì em mong muốn như thế nào? Dạ là phải tại vì em ít nói á nên nói nhiều hơn em chút được, mình nói vui vui á chứ đừng có nói nhiều mà quạo là không được luôn. Em không thích điều gì ở phụ nữ kiểu giống như là em làm cái gì đó sai á, nói một lần thì em nghe nhưng mà đừng có nói mà có một chuyện đó cứ nói hoài xong rồi cái quan ngày em sai cũng nhắc nữa cam ram đó. Dạ cam ram cứ nhắc lại hoài đó. Được á, để anh quan xem đàn gái coi sao nha. Ngon ạ. Mối cho tôi coi đàn gái coi. Bên tôi là ngon ạ. Chào anh. Rồi, chào em gái. Dạ.
Bây giờ là bên đàn trai đưa ra cái yêu cầu, thế mình đáp ứng khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng 75%. 75 là được rồi ha. Dạ. Tính tình là tốt bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Thù dai. Chỉ có thù dai là giống bên đó thôi. Dai. Em không thích đàn ông ở điều gì? Gia trưởng à. Bạn này chắc không gia trưởng rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với ba với lại bạn thân của em. À rồi. Rồi chào chú. Đây. Cháu thì cũng được. Thì bây giờ á, đây là cái cơ hội của hai cha hai con hai đứa, thì con cũng nên tạo điều kiện để mà mình hẹn hò với nhau. Chào xin hết. Dạ. À, cảm ơn chú. Ba. Đây chắc là. Cha đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. À, à đó mẹ. À chào cô. Chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Quy. Mẹ thì không có gì, không có đặt ra áp lực gì hết, thì tùy hai con vậy đó. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Mở rào. Dạ chào anh. Nhận trước đi. Có một hộp tặng em với thêm một món quà nhỏ nhỏ này, giống như là tấm lòng của anh. Trời đất ơi, này là coi như cầu hôn luôn rồi đó nè. Quà wow, cảm ơn anh. Món quà của em tuy nó nhỏ nhưng mà cả tấm lòng của em. Một cái đó hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho nơi em sinh ra và cũng là biểu tượng của người con gái Đồng Tháp 10 của em. Chú rể chơi úa, bạn trai nhà trai chơi chơi đẹp quá. Chơi về ai chơi lại. Dạ. Đó. Dạ đeo tại, đi. Tại ế quá rồi. Yeah. Bữa giờ làm bạn mối hẹn hò thấy chú rể này là sốc nhất luôn á. Vậy đi hả? Ừ. Đem sao ta? Đây là trước anh máng rồi sao? À vậy đi. Dạ. Đó vậy đó. Giống ngày đôi con mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Rồi xong rồi. Cảm ơn anh. Anh trong cái quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh ha? Phải thẳng thắn và thật thà. Dạ. Đâu đó phải rõ ràng. Với lại anh có uống bia nhậu nhẹt gì không? Có chút chút. Có chút chút. À chút chút thì được, chứ em sợ nhất là uống nhiều á, ngày này qua ngày khác những tin anh đang làm gì đó, anh đang xỉn. Nghe nó buồn dễ sợ luôn, cho nên là em muốn là anh nói là anh thật thà, em cũng hy vọng là anh sẽ làm bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Như cho em hỏi cái trong thời gian nếu mà em với anh tìm hiểu á, thì khoảng bao lâu thì mình có thể là kết hôn với anh? Tại vì mình lớn rồi. Theo mà anh dự tính á, thì khoảng hết năm nay hoặc là giữa năm sau. Dạ. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em phải em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. À. Xem ai đúng ai sai thôi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ, em không thích vậy. Đồ mình sắm mà không bị đập, đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Vì con cái thì em hy vọng là sẽ có hai đứa. Sinh nhiều thì khả năng nuôi con cái sẽ không có tốt, không có đủ điều kiện để đáp ứng nuôi con. Cái đó thì em thôi, em quyết định. Dạ. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau, hát một giai điệu âm nhạc nào đó về tình yêu chẳng hạn. Cô tiên em. Em hát bài Dù Anh Nghèo, hát một đoạn cho anh nghe với văn khán giả nghe. Dạ. Khi đã yêu nhau là mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp tay buổi đầu. Dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần nhau. Em hát ra bài Giáng Trần. Trời cao đã ban cho ta duyên kiếp gần nhau, thì nguyện xin mãi người cho người tình yêu đắm đôi. Ấp ôm bao mộng say, ấm im trong vòng tay, gần bên nhau, nguyện suốt đời không xa. Rồi, bây giờ hai bạn quay mặt vào nắm tay nhau. Rồi, bây giờ mình nói. Đổ mồ hôi quá. Nhìn thẳng nhau và nói cảm xúc trong lúc này chúng ta đang như thế nào? Mình đến đây thì phải mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu nhau. Và em muốn là tìm hiểu thì phải đi đến tới đoạn đường hạnh phúc. Anh cũng hy vọng vậy. Ta nói sao ổng cũng anh đi chơi vậy không? Đó.
Bây giờ thì mình để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình một lần cuối. Các bạn đang đối diện với người thân, gia đình, bạn bè và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể sống dối con tim mình được. Mình thích mình bấm, mình không thích mình không bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Đấy, ở dưới có tiếng cười mừng rồi đấy. Nghĩa là chúc mừng cho các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Yeah. Lâu lắm rồi mới nắm tay con gái. Ra là ngày hôm nay là bạn trai đến đây với một thái độ hết sức là chân thành luôn đó. Yeah. Anh nói chuyện nãy giờ thấy cô gái rất là thông minh nha. Cô gái rất là gọi là hiện đại đấy. Có thể chăm sóc em, chăm sóc một gia đình tốt. Chàng trai cũng thấy có chân thật ở trong đó. Rồi, bây giờ thì thủ tục đầu tiên nào. Hôn đi. Dạ cho con xin phép bác cho con làm thủ tục ạ. Dễ thương lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy sen Đồng Tháp, trong đầm gì đẹp bằng sen nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi. Chúc bạn hạnh phúc nghe. Mỗi tuần trôi qua rất nhanh, chúng ta gặp lại nhau với những cặp đôi trong bạn mối hẹn hò. Và cầu chúc cho họ sẽ sớm ghép nửa mảnh ghép của cuộc đời họ với nhau. Và chúc họ sẽ hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh, do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và gặp lại mọi người ở chương trình sau. Bye bye. Em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi. Em sợ cái cảm giác bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên là
là anh đừng, ý là anh đừng bỏ em đi. Nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm, nào ăn nào hết, cơn nghiện ra em nghỉ ăn à. Anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Em từng trải qua một đời chồng rồi. Phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt rồi nè. Anh cưng người yêu dữ không anh? Chắc chắn là phụ nữ là anh lúc nào luôn. Cũng là cưng rồi đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.